Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng ta sẽ bác sĩ sẽ giới thiệu cho các bạn xem một ca phẫu thuật mũi nâng mũi lại cấu trúc 4D sụn sườn tự thân 100%. Khách hàng này đã nâng mũi đã bị hư do quá trình nâng mũi trước kia hai lần rồi, nhưng mà cuối cùng được khách hàng đã đến bệnh viện tạm biệt Khang Nam để được gặp bác sĩ chuyên về sụn sườn để thăm khám trực tiếp, và cuối cùng là bác sĩ sẽ đưa ra chỉ định và làm cho phục hình cái dáng mũi của khách hàng để khách hàng trở nên cảm thấy tự tin hơn sau khi đã được phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện thẩm mỹ Khang Nam. Khách hàng này đã phẫu thuật ở nơi khác nha các bạn, ở bệnh viện khác cho nên hư rồi mới đến, khách hàng này đến bệnh viện thẩm mỹ Khang Nam để làm lại chiếc mũi của mình. Chào chị, thì sau 14 ngày thì chị tháo nẹp ra, chị có thấy hài lòng với dáng mũi này không chị? Dạ em hài lòng lắm ạ. Thì đối với trường hợp này, khi mà lấy phẫu thuật sụn sườn thì chị có thấy cảm giác mà nó khó chịu hay là như thế nào không chị? Không, em thấy dễ chịu lắm. Nói chung là cũng không có đau đớn gì lắm. Thời gian đầu thì chị thấy như thế nào? Nghe chia sẻ thật sự cho các bạn. Thời gian mới nghe. Đầu thì nó sưng, nó cũng hơi khó chịu, giống như nó sưng hai con mắt. Dạ. Sau một tuần là nó hết rồi. Dạ. Nó bình thường rồi. Dạ. Thì thông thường những cái mũi sụn sườn sửa lại thì mình tận dụng phần sụn sườn thì nó sẽ thời gian nó phục hồi nó cũng hơi lâu hơn so với cái bộ cấu trúc mới. Thì do cái mũi của chị đã sửa lại hai lần rồi tại ở nơi khác, thì bây giờ thì mình sẽ bác sĩ tại bệnh viện của em đã bóc tách những cái bao sơ đó cho nó mềm bao sơ và nó giãn bao sơ ra và đưa cái chất liệu mới hoàn toàn là tự thân 100% của chị đấy. Thì cái mũi của chị giờ đây đã là sở hữu cái dáng mũi thật sự của chị bằng chính sụn tự thân của chị, chứ không có hoàn toàn một chất liệu nào cả trong cái mũi của chị. Tại vì sụn sườn thì cái sụn những chiếc sụn trước kia thì bên em cũng đã bóc tách ra và bỏ hết và tái cấu trúc mũi mới lại hoàn toàn cho chị, kể cả phần trụ và phần sống phía trên cũng đều là sụn sườn để giúp cho chị lấy lại vóc dáng cái dáng mũi đó, nó thanh tú hơn và chị cũng sẽ tự tin hơn đấy. Thì giờ khi mà tháo nẹp ra thì chị có thấy nó lạ với so với cái dáng mũi trước không? Lạ lắm, em tự tin hơn. Dạ, thấy nó đẹp ha. Tự tin hơn dáng mũi cũ. Dạ, thì lúc đầu thì gian mình do mình tháo nẹp ra. Vâng, thông thường thì sụn sườn thì 3 đến 6 tháng sau nó mới ổn định dần. Tại vì nó còn nhỏ phần sống của chị nữa nè. Nha. Cái gì hiện tại tháo nẹp nó hơi còn hơi sưng xíu như hơi rồ, nhưng mà từ từ thì dáng mũi của chị sẽ lấy lại. Tại vì nó ngót nên nó còn tương độ tương thích của nó. Chào bạn Eli Phạm, bạn có hỏi là còn to. Bác sĩ ơi, bác sĩ có thể là giải thích giùm em về vấn đề mà mũi khách hàng còn to không? Cái lý do còn của khách hàng to như thế này là do quá trình mà khách hàng đã làm đi làm lại nhiều lần rồi tại cái nơi khác, thì nó tạo qua một quá trình thời gian thì nó tạo thành bao sơ, cho nên nó sẽ cái giai đoạn đầu khi mà mình làm cái sụn sườn này nó hơi sưng, nhưng mà tuy nhiên thì sau khi mà 3 đến 6 tháng sau nó sẽ phục hồi và nó sẽ ngót lại cái dáng mũi của chị này, thì chị này sẽ thấy thanh thoát hơn sau 3 đến 6 tháng sau nữa. Thì do bao sơ thì bóc tách bao sơ cần thời gian thôi, mình chỉ giờ thời gian cho nó mềm mại lại thì mình thấy nó nhỏ lại. Khách hàng vừa mới cắt chỉ xong nha các bạn nha, mới thì có 14 ngày thôi. 14 ngày là như vậy là quá sức tuyệt vời rồi nha các bạn nha. Mọi thứ còn sẽ ổn định hơn sau trong vòng từ 3 cho đến 6 tháng nữa. Cho nên mình cứ yên tâm, cái thời gian đầu cái việc nó sưng nó chuyện rất là bình thường nha. Chị cảm thấy là cái dáng mũi này nó hài hòa với khuôn mặt của chị nhiều ha. Đúng, khách hàng cũng rất là bất ngờ. Đúng dạ. Rồi. Tháo đẹp lên nhìn thấy thích ghê luôn á. Nhìn cái mặt của chị cao tay hơn, nhìn nó thanh tú hơn, cân đối hơn. Dạ đúng rồi, phù hợp với tổng thể gương mặt của chị, độ cao cũng tương thích và đầu mũi và trụ cao cũng được đẩy nhô cao ra. Lúc trước cũng làm chỗ khác hai lần nhưng mà không có lần nào em ý. Dạ. Thì giờ đây thì chị cảm thấy hài lòng đúng không chị? Đúng rồi. Nhưng mà thời gian sau thì thấy nó cũng đẹp hơn nữa. Đúng rồi, thời gian sau nó sẽ ngót lại dần và nó nhỏ dần. Thì ông thường thì sụn sườn nó sẽ thời gian phục hồi nó 3 đến 6 tháng sau mới ổn định dần.